Đây đâu, cho chị đã gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Alo trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 thì em tiếp tục về một chiếc đầu chạy băng cassette này, của hãng Victor. Model của nó là KD667 Mark 2. Đây là một dòng đầu lằm cũng khá hiếm ở trên thị trường. Đấy. Và chiếc đầu này thì có giá trị sưu tầm cao. Đấy. Bài đẹp. Đấy, rất là cổ điển và nó được sản xuất năm 1975 với giá xưởng của nó là 59.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 12 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Thì chiếc đồ này về là hàng tuyển chọn nhé, cho nên là rất là mới và đẹp, nó còn có nguyên cả catalog lên em nhé. Đấy, catalog của nó đây. Đấy. Và đây thì nó có cái size ngang của nó là 38 cm, chiều cao của nó là 12 cm và chiều sâu là 26,5 cm và nó nặng là 4,8 kg. Chuyển theo luôn. Về phần ngoại hình thì em quay để cho các bác được chiêm ngưỡng sơ qua về cái gì thiết bị này. Đấy. À, phần này nó là gỗ dán xi màu lâu cũng nhá. Đây. Mark 2 này. Đấy, đi đường phone này, đường mic trái phải này. Đấy. Gỗ thì rất là đẹp rồi nhá. Đẹp rồi. Đây. Model của nó đây. KD667 Mark 2. Series của nó đây. Series nó là tem nhôm nhé. Đấy. Sơn in là 07 07 này, 61 này, 0476 này. Này cái đường giáp nó còn sáng, rất là mới này. Đấy. Đường vào đường ra này. Điện 100V này, công suất 12W này. Vừa được sản xuất tại Nhật Bản này. Đấy. Đó đẹp nhá. Đây phần trên này. Đây. Trên đấy, công tắc bật nguồn đây. Trên đây thì nó có cái vết xước ở trên cái bấm này. Đấy. Ở đây cái cạnh góc bên này thì nó hơi bị bay mất một chút này. Ở bên này cũng thế này. Đấy. Mép cạnh này. Đấy. Không đáng kể nhé. Đằng bãi mà. Đấy. Đấy. Các nút chỉnh trái phải này. G-code này. Đấy. Thay đồng hồ vu này. Đấy, rất là đẹp. Đây. Chạy dây này. Đây nút bật này. Bên trong này thì nó vẫn còn 7 màu không nhé. Giá trị còn 7 màu rất là mới này. Đấy. Là mới luôn. Rồi hàng về thì em quay cho nó nóng. Các bác nào mà có nhu cầu đặt mua thì liên hệ với em. Và chiếc đồng này thì bên em bán với mức giá là 4,5 triệu đồng các nhé. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Đấy nhá. Em cho họ vệ sinh tại lúc xong là em sẽ làm video test thôi. Đấy. À, và con này nó sử dụng thêm cái phần mà điều chỉnh tự động ALRF này, là nó giúp cho âm thanh giảm tiếng ồn rất là cao nhé, thấp nhé. Đấy. Cái này là cái bản quyền của thằng Victor. Đấy. Nó đẹp, bác nào mà muốn trưng bày để trên bàn các nhé, bác sử dụng ấy thì đây rất là tiện lợi. Chiếc đầu này thì nó rất là sưu tầm cao rồi. Số điện thoại là 0907 223 269. Em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Bác nào ở gần thì qua nhà em chọn lựa một sản phẩm. Bác nào tính xa thì lại trực tiếp với em qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi. Đấy. Rồi, em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp video sau ạ.